Vâng, mến chào toàn thể quý vị. Giới thiệu với quý vị, đây là tác phẩm Vũ Giáng Kỳ Sơn. Tác phẩm này là của anh Dũng Cô Ca. Tác phẩm này là một tác phẩm hoa giấy nha quý vị nhé. Tác phẩm hoa giấy rất là đẹp. Đây là thời kỳ mà cái hoa giấy này ra hoa. Và anh chủ nhân anh ấy cũng đã chụp một bức ảnh cạnh cái tác phẩm con cưng của mình. Tác giả là anh Nguyễn Tiến Dũng, có biệt danh là Dũng Cô Ca. Vâng, cây thì anh ấy cũng vừa mới lọc hết lá, lọc răm để mang đến triển lãm cây cảnh nghệ thuật xã Ninh Hiệp năm 2023 đây. Một tác phẩm hoa giấy trên đá rất là đẹp, nghệ thuật đỉnh cao. Anh Dũng này thì là một nghệ nhân làm đá rất là giỏi, đã có rất là nhiều các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được anh Dũng ký đá, họa đá và tôn lên cái vẻ đẹp xuất thần cho cây. Cây hoa giấy này của anh cũng vậy. Anh Dũng thì tôi cũng từng tiếp xúc một vài lần rồi. Anh là một nghệ nhân xuất sắc, xuất chúng luôn đấy. Anh ấy làm cái cảnh rơi rất là đẹp. Tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao luôn. Cầm như thế rồi em về đóng thì được phải bao không, anh lấy bao nhiêu để em biết đường ạ? À vâng vâng, mai 7 giờ nhé. À vâng, đi xuống mà nữa. Mai 7 giờ nhé. Ok, thì khách thuật lý về Gia Lai ấy. Mai 7 giờ nhá. 7 giờ tháng bốc ra đến nơi, 9 giờ xe cạnh, 8 giờ nó để nó xếp hàng vào, em đợi cho nhà xe rồi. Nha anh nhá. Ok, anh nhá.